Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Hỡi 500 anh em, các bạn đã sẵn sàng để chơi sinh tồn Minecraft cùng với tôi chưa nào? Cái chơi thôi nhở anh ơi. Ủa khoan từ nha, sao mà có mình mày bên dưới vậy em trai? Tại vì anh hai mời có mình em mà, có ai khác ngoài em đâu. Tính ra em trai mình có mỗi một đứa thôi mà. Thôi kệ, một đứa bắt nạt cũng được. Ok, thì trước khi vào video á thì tôi xin giới thiệu với tất cả những 500 anh em đang xem video. Đây chính là thằng em trai của tôi các bạn à. Đó, bạn thấy không, tên của nó là em trai Phong Cận. Nó là em của tôi nha các bạn nha. Nhưng mà sao nhìn cái mặt của nó ngu quá ta, nhìn nó không giống tôi phải không ạ? Chửi em ngu vậy? Giỡn rồi, được rồi. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu sinh tồn thôi nào. Let's go. Quýnh không mày, quýnh không? Rồi. Chạy nè, xạo. Trời ơi, cứu tôi. Rồi, chơi sinh tồn đi anh em. Thôi, hòa bình nha. Hòa bình. Không quýnh nhau nữa. Người độc ác thường sống đỉnh đi. Ủa, nhưng mà khoan đã, Hên ơi, mày đang ở đâu vậy? Em cũng không biết tên ai đâu rồi. Lạc ơi, từ Lạc ơi. Đây, thấy tên nè. Bây giờ anh em bọn mình là hòa bình rồi. Em trai hiểu không hả em trai? Vẫn là anh trai thân yêu của em đây. Bây giờ chúng ta sinh tồn cho hòa bình nha. Thôi, bây giờ mình đi kiếm chỗ để mình xây nhà chặt gỗ nào. Hãy tin tưởng anh ha. Ok. Đi, qua đây mày. Em qua đây này mà. Thiệt, không có quýnh nữa, thiệt mà. Đi qua đây. Thiệt luôn, cái thằng này nó cứ nghi ngờ tôi vậy ta. Ôi trời ơi. Hãy tin tưởng anh ha. Dạ. Ôi, quay lại. Đi. Đi chặt gỗ đi, để chuẩn bị làm kiếm xây nhà nè. Đó, còn làm nhà cái kiểu nữa. Ok, đào đá nè. Quỳ, đây rồi, đang đói bụng tiếng thấy có than, hợp lý để làm cái lò nướng, để nướng thịt lên ăn coi. Đói bụng quá. Đây em trai. Đây, cầm cái cúp đá nè, tự đào đá đi trời, nô lệ mà. Đấy, các bạn thấy không, khi mà chúng ta chơi game á, để cho game dễ dàng hơn thì đầu tiên các bạn cần gì? Cần một thằng em trai, hiểu không? Cho nó vào hôm đây, xong nó đi nó đào đá cho mình, nó làm nô lệ cho mình, các bạn thấy không? Nó kêu gì nó cũng phải làm hết, đấy, còn nếu nó không làm thì... Ở cái hàng này giờ mày đâu nữa này? Bây giờ mình cứ đi kiếm cái chỗ nào rộng rộng để mình xây nhà kiểu là được. Ui, bên đây có dưa hấu nè, được. Trời ơi, có dưa hấu ăn được. Qua đây. Ui. Đây. Bên này nè, nhìn nè, có con ếch nè. Mèo. Mèo con mắt. Wow. Đi qua đây nhanh lên. Qua đây lấy dưa hấu nè. Ui, Hên ơi, có cái cổng địa ngục ở bên này. Bên này có đồ. Đi qua lấy nhanh. Đây, có cái rương, ngon. Rồi để xem coi, ui, đồng hồ nè, táo vàng nè, ui, nhiều thứ nha. Có cả giáp nữa, phải xin cái giáp nha. Ui, làng, Hên ơi. Có làng luôn hả? Có làng, trời ơi, vừa vô có làng. Có làng là có đồ ăn. Nè Hên, bây giờ anh hai sẽ chỉ cho mày xem một cái tuyệt kỹ này. Nhìn nha, thấy con golem không? Thấy. Ừ, bây giờ thử lại gần nó, quýnh nó coi. À, sao lại gần mày đi? Anh hai xúi rồi, dại quá. Xúi dại, cái này chắc mày lỡ tay mày quýnh nó hay gì nó mới quýnh mày mà. Nhưng mà giờ em đang bị lạc rồi, em không biết em đang đâu nữa. Ôi trời ơi, hiện tại trời đã tối rồi nhưng mà em trai của tôi vẫn chưa thấy nó ở đâu cả. Em trai ơi, em đang ở đâu? Em trai ơi, em hết thịt rồi. Trời ơi, tôi ở trong ngôi làng này, tôi ăn bào ngư di cá, tôi ở trong nhà có máy lạnh. Ngủ ở giường em nệm ấm, còn em trai của tôi nó đang ở trong rừng, nó đang bị lạc mấy ông ơi, bây giờ vẫn chưa thấy nó đâu cả. Thôi kệ nó, đi ngủ. Mấy bạn hiểu không, anh em bọn tôi là chơi game á, là chơi chân chính đó. Bọn tôi không có chơi mấy cái game mod hay là TB hay gì đó. Bây giờ á, bị lạc là coi như tự tìm đường mà về đó. Cho nên là bọn tôi chơi cái này là chơi chuyên nghiệp nha các bạn nha. Chơi chân chính nha các bạn nha. Tắt đèn đi, trở lại tâm trí đây. Mèo. Cứu em trai ơi, Jimmy. Trở lại tâm trí tôi đây. Cứ như mèo con đang ngóc trông. Ai cứu em ơi, thầy ơi, con Gipper kìa. Khu vườn nhà ai? Thầy ơi, cứu em anh hai ơi. Anh. Anh hai ở đây, anh hai có hai cái ngựa nè. Bây giờ mình đi kiếm con ngựa, mình lấy ngựa mình cưỡi đi. Đi cho nó đỡ bị tốn thịt. Ok anh hai. Nhanh, đi kiếm con ngựa đi. Để em đổi hai cục sắt lấy cái ngựa nha. Gì? Đổi hai cục sắt lấy ngựa. Đúng rồi. Ừ ha, tính ra này yên ngựa mình kiếm được mà ta. Bây giờ nha, mày đang có đồ gì trong người? Em đã có 20 củ khoai tây nè. Với lại cái gì? 13 củ cà rốt, 28 ổ bánh mì. Bây giờ nha,
đổi 28 ổ bánh mì lấy cái yên ngựa, được không? Ok luôn. Rồi quăng 28 ổ bánh mì ra. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Thôi giỡn 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 giỡn, qua đây kiếm kiếm ngựa cho, qua đây. Đi. Ui, hên. Ở đây nó có con lừa nè, con này hợp lý hơn con ngựa nhiều nha. Con này là nó có thể có cái có cái rương á để mình để đồ vô đó. Ừ mày cưỡi cái này đi được á. Nè cho mày củ cà rốt nè con. À đó đó được rồi, đó được rồi. Xuống đây nè thấy chưa? À đây gắn được cái rương lên này nè. Đó, ok, vậy là hợp lý đó. Con này cưỡi được. Rồi đi. Ủa, từ từ khi nào kiếm được con ngựa đi rồi thấy trả cho mày. Giờ mày tạm thời mày đi bộ đi. Đây, từ bây giờ để coi con ngựa màu trắng là đẹp nhất nè bạn ơi. Tôi thấy chỉ có con ngựa màu trắng là đẹp nhất thôi cho nên tôi sẽ lấy con ngựa màu trắng nha. Ok, đeo cho nó cái yên vô. Rồi, vậy là có con ngựa. Đâu anh hai, đến đâu vậy? Đây anh hai bên này nè, qua đây đi. Anh hai lấy con ngựa nha, còn mày cho mày cái con lừa đó, lấy đi. Đâu. Đó, vậy cho nó dễ phân biệt hiểu không? Chứ hai anh em mình đều đi ngựa hết thì. Ơ kìa kìa. Đứa nào? Trả đây. Tao kích mày ra khỏi game. Rồi, em xin lỗi. Đi qua bên kia lấy con lừa đi, con ngựa này của anh hai. Tại sao lại cho em cưỡi con lừa? Tại vì con lừa nhìn nó hợp với cái khuôn mặt của mày hơn. À khoan, từ, để tạm thời á, để cho đỡ phí á, thì mấy con ngựa này tao nghĩ là mình nên giết luôn hơn à. Mình giết nó luôn để mình lấy da phải không? Để mình còn chế cái bàn người ta cái bàn phù phép nữa. Dưới đi. Ok. Hên. Bên đây anh hai thấy có cái cổng địa ngục nào, anh em mình qua bên đây, anh em mình lấy đồ. Bên đây. Anh hai chạy từ từ thôi, con lừa của em chạy chậm lắm. Sao con lừa mày chạy chậm quá vậy? Rồi, để lại cái cổng địa ngục này, coi trong cổng địa ngục này có gì không, hy vọng nó có cái rương đồ. À, đây. Cà rốt vàng, ngon, hạt vàng nè. Nè, cho nè, cá giáp vàng nè, cho nè. Lấy cá giáp vàng mang vô cho nó đỡ bị zombie đánh. Ui, đây rồi, kệ sách. Trời ơi, tôi đang cần cái này mấy ông ơi, hợp lý. Để tôi lấy cái này để tôi chế tạo thành mấy cái kệ sách cho cái bàn enchant á. Để sắp tới chúng ta enchant đồ cho nó mạnh đó các bạn. Ủa, ở đây có kệ sách nè anh hai. Ủa, đập tay thì có nước. Ờ, cứ đập tay đi. Đây nha, hên là đây. Dạ. Hên là đây. Anh hai sẽ chỉ cho mày một cái khóa học cách để làm sao đánh con golem mà để cho không chết, hiểu không? Ok anh hai. Đứng im nha, nhìn hai nè, đứng im nha, không quay đâu hết nha, đứng im nhìn hai nè. Đi thôi. Hai giỡn, hai giỡn. Hai sao? Nãy con Reaper tự lại gần mày chứ anh hai có cho dẫn nó lại gần mày đâu. Nè nè, nhìn nha, đây anh hai hướng dẫn một lần duy nhất cả nha. Đây, đặt hai block leo lên, thấy không? Đó, xong okay. Mình sẽ đánh con golem. Đói à! Rồi, mày là chết. À, vậy là mình có đồ rồi. Ngon quá đi. Rồi, ở kìa. Thôi nè, anh hai với mày dù gì cũng là anh em với nhau. Chúng ta không thể nào mà lấy đồ với nhau như thế, hiểu không? Ủa, anh là ai vậy? Ở kìa. Trả lại anh hai đi, anh hai chơi game này giỏi hơn. Có gì tí nữa anh hai sẽ kiếm được nhiều đồ, anh hai chia lại cho mày, hiểu không? Ở ok đây. Anh hai. Ừ, đây đây. Hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Mấy củ cà rốt vàng của tao đâu? Mấy củ cà rốt vàng của tao đâu? Cái nón nữa rồi. Chạy em cái nón đi. Ở kìa. Tao kích mày ra khỏi game. Ừ, phải vậy hiểu không? Này á, anh hai làm lần nữa nè. Anh hai nè, bây giờ mày leo lên trên cao nè, thấy không? Là nó không quýnh mày được, mày hiểu không? Đó, sao mày đứng trên cao mày quýnh nó? Thế là được, là mình lấy được sắt, hiểu không? Đấy. Hợp lý. Ê, mày làm gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Ơ kìa, cái thằng này nó đập cái cục gỗ ra cho tôi té mấy ông à. Cay thật sự. Ê. Nào nha. Anh hai còn có 2 máu rồi nha, không giỡn đâu nha. Rồi đó, thấy không? Giết được đó rồi đó. Được chắc rồi. Ok mấy ông ạ. À, và hiện tại á, thì tôi với lại thằng em trai của tôi cũng đã kiếm được khá khá đồ trong người rồi, các bạn thấy không? Đó, cũng được khá khá rồi. Cho nên bây giờ anh em bọn tôi quyết định là sẽ đi xây nhà để sống, hiểu không? Đấy. Cái vườn hoa anh đào. Ui, mấy cây hoa anh đào này mà đem về trang trí nhà là hơi bị đẹp luôn á nha. Hay lên hái ít không? Ok anh hai. Đây. Ui, khu này đẹp thế nha. Ui nhìn nè. Nó có mấy cái hoa rụng rơi bên dưới đất đồ luôn rồi mấy ông. Ui, cánh hoa hồng à. Ui, đẹp thế. Được, lụm hết nha, đem về. Đây, đến hai chế tạo cho cây rìu bằng sắt nè. Để mình đào mấy cái cây hoa anh đào này đem về. Có nên làm thêm cái kéo để mình lấy cái lá của nó không ta? Thôi làm đi. Đây, lấy thêm cái kéo để lấy cái lá của nó luôn. Hên, đây. Mày thấy cái cục gì vàng trên kia không? Em thấy. Ờ, cái cục đó là cái cục mật ong á, lại đập đi, mình lấy cái mật ong mình ăn. Lấy đi. Ok anh hai. Ờ. Cứu em, con gì cắn em kìa anh hai ơi á. Cứu em anh hai ơi. Ok mấy bạn.
bạn ơi, thì vừa rồi á tôi có chơi xíu thì tôi thấy là hình ảnh game nó hơi xấu, cho nên tôi có thử cài thêm shader vô nữa nhìn cho hình ảnh nó thật hơn, bạn thấy không? Nước đổ kiểu gì nó cũng ok la hơn, nhìn nó chân thật hơn. Thì mấy ông muốn tôi là bật shader hay là tắt shader thì bạn comment cho tôi biết nha. Chứ thấy bật shader cũng đẹp, hay là để chúng ta bật shader chúng ta quay thử xíu nha. Đây rồi hên ạ. Anh hai nghĩ rằng là cái chỗ hợp lý để anh em mình xây nhà là cái chỗ này rồi. Đây cái chỗ này nó khá là đẹp. Nó có một cái view bờ sông cái kiểu ở đây nè, nhìn cũng đẹp ha. Rồi mình xây cái nhà ở trong đây thấy là hợp lý nhất rồi đó. Ui, bây giờ Minecraft nó có cả cái ván gỗ anh đào, cái ván gỗ màu hồng mấy bạn ạ. Xịn thật sự. Mày làm gì đó em vậy? Em mới xây thêm căn nhà đó nè. Cái này nó giống cái toilet hơn á. Chứ làm gì giống cái nhà. Thôi thôi thôi, giờ mày vô nhà thử, vô nhà thử đi. Rồi đứng yên trong đó nha, đứng yên trong đó nha. Đây có cái này hay nè. Ok hết đây, để chút nha. Ở trong đó đi, em nói vui mà. Ở trong đó đi, để anh hai xây cho cái nhà đẹp hơn tí nữa mày vô mày ở thử nha. Ok. Để xíu, để xíu. Ok. Ừ, cơ ở trong đó nha, đừng đi đâu nha. Sợ tự nhiên em nghe tiếng lửa. Ê, chạy ra ngoài, cái chân bắt đầu, chạy ra ngoài, cái chân bắt đầu. Sao lại xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đừng có quên chết. Lấy cái giường ngủ, tối rồi. Nào. Ê, zombie, ơi, skeleton, chui cái nhà đất của mày ơi, chui nhà đất mày ơi. Hãy vô, thấy nhà đất của em có công dụng chưa? Ờ, cũng có công dụng đó, nhưng mà zombie ở gần đây không ngủ được, đi xa xíu. Ok thôi, bây giờ không nô đùa nè, bây giờ sẽ là đến lúc mà tôi xây nhà thật nè mấy ông. Ok, thì cái nhà biệt thự này sẽ là một cái nhà biệt thự màu hồng hết đây. Bây giờ mày giúp anh hai đập cái cục đất này đi ra chỗ khác đi, đập mấy cái cục đất này ra đi, để anh hai xây. Anh hai đập cỏ chi, anh hai lấy cái xô nước anh hai chế ra là xong mà. Xô nước đâu mà có. Sắt đâu? Có hai cục sắt chế xô nước, giờ còn nghèo mà đòi đi chế xô nước. Ông lấy sắt ông chế hộp quạt chi? Để đốt mày. Ôi, hồi này tính ra là bao lâu rồi anh hai với mày chưa vào Minecraft chơi chung với nhau nhờ? Hơi bị lâu rồi á, mấy năm. Tính ra phải mấy năm trời luôn rồi nhờ. Ê chà chà, chết rồi mấy ông ơi, xây cái nhà màu hồng này là hơi bị tốn gỗ màu hồng nha. Mà từ nãy giờ em tôi với lại tôi đào được có xíu à, cho nên nhiêu đây gỗ chắc là không đủ để xây rồi. Cho nên chắc bây giờ phải đi đào thêm gỗ. Đi hên ơi, giờ anh hai với mày đi đào thêm gỗ thôi, chứ như đây gỗ không đủ xây. Đi. Ui nhìn đây. Bên dưới này có cái hầm nè, có cái hầm ngục nè. Ui được. Bên dưới này kiếm đồ hơi bị ngon nha. Đâu. Bên dưới này. Đây. Trời ơi, ngon. Xuống đây. Có gì không? Ui đào mấy cục than làm gì? Trời ơi, đừng có đào mấy cục than. Đi kiếm nè. Thấy chưa? Nguyên cái đường luôn, ngon. Ui, thẻ ghi tên. Ui, cái này hợp lý nè bạn. Ui, có cái này tôi sẽ chế được cái máy farm sắt từ mấy con dân làng nha. Hợp lý. Lấy luôn cái này luôn. Cầm theo hơn này, lấy cái đường ray nữa, biết rồi. Lấy đi. Ui, còn nè. Ui, trong đây không có gì xịn hết. Buồn á nha. Lấy luôn cái đường ray nha. Lấy luôn cái đường ray nha. Ui, có sắt nè. Ui, giàu rồi mấy ông ơi. Hết ơi, có lòng spam skeleton bên đây nè. Hợp lý. Ui, cái lòng farm skeleton hợp lý. Thêm một cái nem tát nữa, quá ngon. Này là gì đây? Ui, giáp ngựa nè, rồi sắt này, hợp lý. Ui, quá ngon luôn mấy ông ơi. Có được cái lồng ở đây thì chúng ta sẽ có thể chế được một cái máy farm ở chỗ này. Và tôi sẽ chụp lại cái địa chỉ của nó nha. Và sắp tới chúng ta sẽ chế cho chúng ta một cái máy farm mấy con skeleton ở chỗ này nha. Ok, đấy, đừng có đạp. Ok, đi, đừng có đạp. Đi nè. Ui, cái hang này to nha hơn nha. Cái hang này coi bộ là anh em mình tha hồ mai luôn á. Bên dưới này hơi bị nhiều đồ luôn á. Nhớ thắp sáng rồi nha. Không thôi mấy con sẽ lên tình cho nó xuất hiện á. Đây, hai dưới cho. Ây da. Chết rồi hai ơi, em bị xe kê tình bắn chết rồi. Kim cương hả đây. Kim cương. Ui, nhiều nha. Ui, nhiều đấy. Ui, tầng 8 viên kim cương à. Ngon. Dầu rồi. Thôi, bây giờ tạm thời đi về trước đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ khám phá cái hang này tiếp. Ui, có cục vàng nè. Ui. Rồi mất cục vàng luôn. Ok, bây giờ là dư giả gỗ rồi, tha hồ mà xây, không còn lo nữa mấy ông ơi. Đấy. Ây da. Mấy con này nó bắn tôi mấy ông ơi. Ây da. Ok rồi, dưới đây nói. Tôi xử luôn hai con này luôn. Mày chạy. Rồi ok. Mấy ông ơi, và sau 45 phút
đồng hồ. Thì cuối cùng thì bây giờ tôi cũng đã xây được xong cái ngôi nhà biệt thự bằng cái gỗ hoa anh đào của chúng ta, một căn biệt thự màu hồng mấy bạn à. Rồi à, ở chỗ này thằng em của tôi nó có trồng thêm mấy cây hoa anh đào xung quanh đây nữa để cho nó đẹp hơn đấy, kiểu thế. Yeah. Đó. À khoan, từ hơi đây, còn cái này, còn cái này, đây qua đây, qua đây. Yeah. Đây. Có nhớ cái cánh hoa mà để dưới đất không? Nè cái này nè. Đó, để đặt để xuống dưới đất cho đẹp. Đó, để như thế này đó. Rồi. Rồi, ok, quá là đẹp luôn. Được rồi đó, Ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này tôi và em trai của tôi đã xây xong được một cái căn nhà để bọn tôi có thể sống nè. Với lại bọn tôi còn kiếm được thêm 8 viên kim cương và cũng khá đồ xịn xịn nữa đấy. Yeah. Trong những tập sau thì chúng ta sẽ xây thêm cho chúng ta những cái máy farm đồ cái kiểu đó nha các bạn nha. Và nếu như có bạn nào muốn thử thách mình xây cái gì tiếp theo ở trong Minecraft thì bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết, và bạn có thấy thích cái series mà mình sẽ chơi game cùng với em trai của mình hay không thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Còn bây giờ thì tôi đi nghỉ đây. Trời, từ nãy giờ tôi xây tôi chơi nãy giờ cũng 3 tiếng đồng hồ rồi, mệt lắm rồi. Ok, bye bye mọi người nha. Hello team, hello team.